Thời điểm gần đây, nhiều người rỉ tai nhau về phương pháp ăn huyết để thải độc theo mẹo vặt dân gian. Nhiều người ăn các món ăn có huyết như bún riêu, cháo lòng, canh huyết, tiết canh để loại bỏ các độc tố tồn đọng trong cơ thể. Với suy nghĩ rằng huyết có chất dinh dưỡng cao cộng thêm quan niệm dân gian là ăn huyết với giá đỗ, hẹ giúp thải độc nên mọi người cứ vô tư ăn nhiều huyết để thanh lọc cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, huyết heo có các thành phần chính là máu gồm chất đạm, sắt và các chất khoáng khác. Trong 100g huyết sẽ có khoảng 10g chất đạm. Vì thế, chỉ có thể kết luận huyết giàu chất đạm và sắt nhưng vẫn thiếu một thành phần khác như đường, bột và chất béo. Nên huyết không phải là chất giàu năng lượng và dinh dưỡng. Trong huyết chủ yếu nhiều thứ thành phần khác nhau, nhưng mà hai cái đặc điểm của huyết là một là giàu protein, hai là giàu chất sắt. Và cái đặc điểm của huyết là cái thành phần ở trong đó rất dễ tiêu hóa và rất dễ hấp thụ. Và nói đến huyết để mà giải độc cho cơ thể thì thực sự mà nói thì trong huyết hầu như là không có cái chất nào nó có khả năng nó giải độc cho cơ thể của mình hết. Không thể phủ nhận những giá trị dinh dưỡng mà huyết mang lại cho cơ thể, song lợi bất cập hại, chúng ta cần phải cân nhắc trước những ẩn họa của chúng. Và những rủi ro đó là gì? Đầu tiên có thể kể đến là môi trường giết mổ. Thông thường, ở những lò giết mổ gia đình sẽ không được đảm bảo. Khi giết mổ heo, thường được để dưới nền đất. Bên cạnh đó, lúc chúng ta giết mổ, phân, nước tiểu của heo sẽ thải ra, nhiễm vào trong huyết, gây nên những ẩn họa về sức khỏe. Chưa kể những dụng cụ khi mổ heo, dụng cụ đựng huyết không được vệ sinh, bảo quản kỹ nên việc nhiễm bẩn là điều khó tránh khỏi. Cái lò mổ mà tại gia thì mình sẽ thấy rằng là người ta giết con heo bằng điện dân dụng ở nhà mình này, hoặc là người ta chọc tiết của nó. Thì khi mà giết theo cái kiểu mà gọi là tàn nhẫn như vậy, con heo nó sẽ rất là stress, và trong lúc nó stress nó dễ dụa nó sẽ tiết ra chất độc trong cơ thể nó, trong máu. Thì dẫn tới là những cái loại heo này nếu mà được giết mổ ở những cái lò mổ công nghiệp lớn thì người ta sẽ đem cái heo, thịt heo này người ta tiêu hủy bởi vì nó chứa chất độc ở trong thịt và không có ăn được. Ngoài ra môi trường mua bán ở chợ cũng khiến ảnh hưởng chất lượng của huyết. Đây là những hình ảnh phóng viên chương trình ghi nhận được ở một khu chợ thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Huyết được bày bán không đầy cẩn thận, để ở nơi ẩm thấp, nhiều người qua lại. Ở đó tiết hồn 10.000 ký con, sạch sẽ. Không cho tí nước vô mấy đều lên nó đông hơn. Ăn huyết là giải độc cơ thể vậy hả cô, phải không? Rồi. Cái này cũng là em xào nhà hẹn. À luộc cái xào. Phụ mình nó không được tốt á, mình ăn này nó hơn. Còn đây là hình ảnh huyết heo được người tiểu thương này đựng trong những chiếc thùng cũ kỹ, đầy cáu bẩn. Chưa kể huyết còn bị đổ ra giữa sàn chợ. Huyết gia cầm có quá trình sản xuất và bảo quản cũng sơ sài không kém. Gà vịt bị cắt tiết giữa chợ, các dụng cụ chế biến rất nhếch nhác, mất vệ sinh. Sau đó huyết tươi được đựng trong những chiếc chén nhựa như thế này để bán cho khách hàng. Điều này khiến huyết dễ bị nhiễm khuẩn từ môi trường bên ngoài. Cái máu heo là một cái môi trường mà để vi khuẩn phát triển rất là tốt. Mà đặc biệt trong môi trường dơ vậy, vi khuẩn sẽ phát triển lên rất là nhiều. Trong những loại vi khuẩn mà xâm nhập vào máu thì có cái con liên cầu lợn mà chúng ta hay nghe trên báo đó. Streptococcus suis, thì khi mà ăn phải những con này thì đa phần nạn nhân tử vong hết. Bên cạnh đó, tiết canh là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, ngon miệng nhưng lại hại thân. Đây là món ăn sống từ huyết, không được nấu chín nên ẩn chứa rất nhiều nguy cơ khi ăn phải. Đã có không ít trường hợp nạn nhân bị xuất huyết dưới da, viêm màng não mủ, thậm chí tử vong do ăn tiết canh. Đơn cử vụ việc gần đây nhất vào ngày 18 tháng 6 năm nay, ở tỉnh Thái Bình đã có hơn 50 người nhập viện vì ăn tiết canh lòng lợn rừng trong một buổi tiệc tại nhà ông Cao Văn Hoang. May mắn là các nạn nhân được cấp cứu kịp thời nên không có tình trạng tử vong. Bên cạnh đó, vào đầu năm nay, ở Lai Châu đã xảy ra tình trạng 5 bệnh nhân nhập viện do ăn tiết canh, trong đó có một người đã tử vong do nhiễm dùng xoắn. Ngoài ra, khi ăn nhiều huyết sẽ dẫn tới việc đi ngoài có phân đen, tiêu chảy, dễ khiến người bệnh dễ lầm tưởng đây là tình trạng xuất tiêu hóa. Trước những rủi ro khó lường của huyết, khi ăn những món này, người dân cần lưu tâm những vấn đề sau. Lựa chọn huyết heo, mua huyết heo từ các cơ sở chế biến lớn, siêu thị. Huyết heo phải được bao gói cẩn thận và bảo quản trong môi trường lạnh để hạn chế vi khuẩn xâm nhập. Tốt nhất, không mua huyết heo trôi nổi, không nên ăn huyết, tái hay là tiết canh. Trước khi chế biến món ăn, phải sơ chế huyết thật kỹ bằng rửa sạch, nên luộc huyết qua nước sôi ít nhất 15 phút. Do không cân đối thành phần dinh dưỡng
nên chế biến huyết heo chung với các thực phẩm giàu chất xơ sẽ tốt hơn. Những người có hệ miễn dịch kém như trẻ em, người mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường thì không nên ăn nhiều huyết heo. Ngày 21 tháng 7 vừa qua, một cặp nam nữ chạy xe khách mang biển số 59C1-65443 hướng từ Cần Thơ về Sóc Trăng đã vượt ẩu, thiếu quan sát, va quẹt vào xe máy chạy cùng chiều. Vụ việc làm cả gia đình người đi xe máy té lăn ra đường, trong đó có một bé trai nhỏ, may mắn là không có xe ô tô phía sau. Điều đáng bức xúc là gây tai nạn xong thì xe máy này bỏ đi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo thống kê, toàn huyện Hồng Ngự có trên 600 hectare lúa bị ngập nước do mưa và triều cường dâng cao. Nhiều hộ nông dân đứng ngồi không yên chỉ vì còn vài ngày nữa là đến ngày thu hoạch. Thế nhưng hiện tại màu vàng của lúa chín đã thay bằng màu trắng của nước và màu xám xịt của những trà lúa hư hao. Là nó thiệt hại gần 20%, là cái số nào sập là nó thúi luôn đó. Đó. Còn hiện tại bây giờ mặt nước nó rất là cao. Là lý do là vừa rồi là mình ở đây làm không có nhất quán với nhau là giống này giống kia. Đó, cho nên là ông thì 504, ông lúa 100 ngày gì đó, 105 ngày nữa, cho nên là mấy anh giữ cái lượng nước lại, giữ lại, đó, để kéo dài thời gian cho bằng lúa xanh. Từ chỗ đó là trúng ngay cái dịp là con nước rong, cho nên là mấy anh xả không được luôn. Đó. Cho nên là bây giờ là hiện tại bây giờ là ở đây và tất cả bà con rất là nóng nóng nhiều vấn đề là nước. Để cứu lúa, ngoài việc trông chờ vào các trạm bơm thoát nước, ngoài ra bà con còn phải dùng phương pháp thủ công tạm thời cho phần lúa bị ngập để chúng khô ráo không bị lên mầm. Phòng cũng đã đề nghị chủ ủy ban dân xã và chỉ đạo hợp tác xã hiện nay là cơ bản hiện nay là đang giúp ra để bảo đảm cái vấn đề mà thu hoạch lúa hè thu của bà con. Hiện nay là mới chỉ ngập úng sơ bộ thôi chứ chưa gọi là thiệt hại hết, thì đang hợp tác xã đang chạy nước ra là nói chung là cái tình hình diện tích nó sẽ đảm bảo trong cái vấn đề mà rút úng nước này. Hiện lúa trên đồng đã chín nhưng không thể thu hoạch. Tình trạng này sẽ làm cho lúa bị hao hụt cao, giảm chất lượng hạt gạo. Sự việc này một lần nữa cho thấy việc liên kết, hợp tác và thống nhất nhau trong sản xuất là rất quan trọng. Trước đó, tại căn nhà không số trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, do ông Nguyễn Điệp làm chủ, lực lượng chức năng tiến hành khám xét và phát hiện 3 bao tải bên trong chứa nhiều sản phẩm thuốc thực vật giả thương hiệu đang vận chuyển lên xe ô tô biển số 76A097404 để mang đi tiêu thụ. Kiểm tra bên trong nơi sản xuất, cơ quan chức năng phát hiện thêm số lượng lớn hàng giả thành phẩm, chưa kịp dán nhãn cùng nhiều nguyên liệu để sản xuất hàng giả như vỏ chai, tem nhãn, bột màu, máy đóng nút chai. Tất cả sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đều mang thương hiệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam. Bước đầu xác định, ông Điệp sản xuất không được cấp phép và sự đồng ý của Syngenta Việt Nam. Hiện vụ việc đang được Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ làm rõ để xử lý theo quy định. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Cần Thơ hiện có hơn 100 loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó có 2 di sản đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm văn hóa chợ nổi Cái Răng và lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, việc bảo tồn, khai thác giá trị các di sản văn hóa phi vật thể ở Cần Thơ hiện nay chưa tương xứng với những giá trị gốc rễ của di sản. Một trong những nguyên nhân chính là do thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ từ địa phương. Trước tình hình đó, đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Cần Thơ, thành phố chủ trương đến năm 2020 thực hiện bảo tồn hiệu quả các giá trị văn hóa dân gian. Đặc biệt, nhóm giải pháp nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ đã đưa ra giải pháp điều tra, ghi nhận thực tế bằng các phương tiện kỹ thuật hiện đại, các phong tục tập quán, lễ hội hoặc những hình thái phi vật thể có nguy cơ mai một để làm cơ sở bảo lưu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hệ thống số hóa và phổ biến những thông tin về di sản trên mạng Internet nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về giá trị của di sản và trách nhiệm trong bảo lưu giá trị truyền thống. Từ việc phân tích dữ liệu thi và thu nhận thông tin từ dư luận xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ công tác của Ban chỉ đạo thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, chỉ đạo giám sát việc rà soát các khâu trong tổ chức kỳ thi, từ đó đã phát hiện những sai phạm trong quy chế thi tại tỉnh này. Bước đầu cho thấy là đã có một số những cái sai phạm quy chế thi, đặc biệt là ở khâu chấm thi. Trong đó thì có dấu hiệu của sự can thiệp làm thay đổi kết quả thi của thí sinh. Thì hiện nay các cơ quan của Bộ Công an, của Công an Sơn La đang tích cực điều tra xác minh làm rõ những sai phạm. Tại thời điểm này thì Bộ Giáo dục Đào tạo chúng tôi đang tổ chức để chấm thẩm định một số bài thi ngữ văn. Từ ngày 19 tháng 7, tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc xuyên đêm để tiến hành xác minh quy trình tại Sơn La.
Theo phổ điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sơn La có 10.250 thí sinh thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Có điểm trung bình tất cả môn thi, Trung học Phổ thông Quốc gia là 4,21, thấp nhất cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ thí sinh Sơn La đạt điểm từ 9 trở lên, với môn toán và vật lý vượt xa với một số địa phương có truyền thống học tốt. Ngoài ra, tỉnh Sơn La còn có 2 thí sinh đạt điểm cao, đứng trong nhóm đầu của cả nước. Theo số liệu cập nhật từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, tính đến 7 giờ sáng nay ngày 22 tháng 7, mưa lũ đã làm 32 người chết và mất tích, 17 người bị thương, 217 căn nhà bị sập, 9.591 căn nhà bị ngập, 5.549 căn nhà bị hư hỏng và di dời số lượng gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi khoảng 28.962 con. Diện tích thủy sản bị ảnh hưởng là 5.415 hectare, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở. Các tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề bao gồm Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Trong đó Yên Bái hiện đang là địa phương chịu nhiều thiệt hại. Mưa lũ tại Yên Bái đã làm 29 người chết, mất tích và bị thương, gần 4.000 ngôi nhà bị thiệt hại, gần 2.000 hectare nông nghiệp cùng nhiều công trình thủy lợi, giao thông, viễn thông bị ảnh hưởng. Trong các thành viên trong ban chỉ huy phòng chống lụt bão của xã tiếp tục nắm bắt tình hình và kiểm tra và có thực hiện các biện pháp ví dụ như là di rời tài sản, tính mạng con người để đảm bảo tính mạng tài sản cho người dân. Tại tỉnh Phú Thọ, mưa lũ đã cuốn trôi một cầu treo, đánh sập mố cầu Văn Luông. Theo đó, cây cầu treo nối giữa các xã ở Văn Luông, huyện Tân Sơn với huyện Thanh Sơn bị hư hỏng hoàn toàn. Còn với cây cầu Văn Luông, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn bị sập ngay mố cầu bên địa phận xóm Bến Gạo. Sự việc xảy ra khoảng 10 giờ sáng ngày 21 tháng 7, rất may không gây thiệt hại về người. Sơn La cũng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng do đợt mưa lũ này, trong đó huyện Mộc Châu có 39 nhà bị ngập, nhiều tuyến giao thông quan trọng bị sạt lở và chia cắt. Buổi chiều ngày hôm qua thì tầm 2-3 giờ bắt đầu là nước lũ nó tràn vào nhà rồi, gia đình tôi không thể kịp cứu được những một cái gì, coi như là nước lũ nó tràn vào là nó cuốn hết đi luôn, nên là giờ gia đình tôi mất hết, trắng tay chẳng còn một cái gì nữa. Những đám tang đưa vội lên đền trên dòng nước lũ không kèn trống, nhiều nhà cửa tan hoang. Hiện chính quyền các địa phương đang dốc hết lực lượng cùng với người dân ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục thiên tai, tích cực công tác cứu hộ cứu nạn. Ghi nhận đến gần 12 giờ ngày 22 tháng 7, xung quanh đám cháy đang được lực lượng chức năng phong tỏa, nhiều đơn vị đang phối hợp sơ tán người dân khỏi khu vực và triển khai các biện pháp chữa cháy. Trước đó, một số nhân chứng cho biết đám cháy bùng phát vào gần 11 giờ tại một cơ sở sản xuất ghế sofa nằm trên đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Lửa sau đó bén nhanh, bốc cao hàng chục mét. Nhiều nhân viên siêu thị có mắt và người dân xung quanh vội ôm đồ đạc, hàng hóa tháo chạy. Lãnh đạo phòng cháy chữa cháy cho biết có 4 đơn vị với hàng trăm chiến sĩ được điều động tham gia dập lửa. Theo thông tin ban đầu, tại hiện trường đám cháy không gây thiệt hại về người. Làn xe máy trên đường Trường Chinh đoạn qua đám cháy bị phong tỏa khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ nghiêm trọng, rối loạn.